Ok, hôm nay nhân dịp mà cái server của cái con game Mulot Container này nó nhân năm và đặc biệt nó ra cái phiên bản test để cho các anh em lên level, đó là 1.300 nè và ép cộng đồ lên 20. Thì hôm nay sẵn tiện mình vào đây mình test đam cái con Dashkin. Lúc trước con Dashkin thì mình cũng đã có làm nhưng mà nó gian dở anh em. Nó gian dở vì sao? Vì là mình cộng chưa có tới đồ lắm. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây mình chia sẻ cho các anh em lại cái bản master nè, và mình sẽ test đam ở trên cube nó sẽ như thế nào nha. Và đồ của mình thì các anh em biết rồi, đồ toàn đồ lõm với đồ cùi thôi các anh em, và cái này á là nói chung là quá im với mình rồi. Mình vào tiếp nha các anh em. Hiện giờ thì mình đang đứng ở ngay đầu cổng của map cube. Thì cube con đất quay của mình lên cube thì hầu như là không nổi anh em, không nổi ở bãi 12 con, còn bãi 5 con á thì mình lên được. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái anh Dashkin này, mình lên trên đây thử xem nó sẽ như thế nào. Và trước tiên á thì các anh em muốn biết cái con game này là game gì thì mình xin giới thiệu một lần nữa là cái con game Mulot Container. Các anh em có thể tải qua hai ba đường link đồ, có thể ví dụ là Android các anh em cũng gõ là Mulot Container, iOS cũng vậy luôn, cũng gõ Mulot Container. Đặc biệt cái phiên bản này nó liên thông với trên PC. Trên PC các anh em cũng vậy, cũng tải cái phiên bản đó là Mulot Container, thì các anh em có thể vào trong đó chọn và chơi nó rất là nhẹ nhàng thoải mái các anh em ạ. Không có gì phải cài cú hết, và cái con game nào cũng vậy, các anh em có đầu tư chơi nó sẽ dễ, và không đầu tư á chơi nó sẽ hơi nhọc. Nhưng nhọc mà các anh em tìm lại với cái tuổi thơ mắc dịch của mình á thì nó cũng không có mà phí lắm nha anh em, cực kỳ đáng nha. Và không nói linh tinh nữa, mình sẽ vào trong đây mình đi kiếm những cái bãi quái và mình test đam luôn nha các anh em. Mình vào ở trong cái hang này trước đi nha. À đù, mình đang xài cái ben gió, mình đang xài cái ben gió đi lộn cửa anh em. Ben gió mình phải qua bên mấy anh đắc mới được. Mấy anh đắc hình như đắc ở cửa cuối anh em à. Đắc ở cửa cuối nha. Xác cho chút xíu. Vào trong đây á, thì mình sẽ chỉnh lại đây, mình không có cho nó về vị trí cũ nè. Và đặc biệt là mình phải bật cái skill lên trước đó, để mình test cho nó gồng máu luôn nha anh em. Mình sẽ vào cái skill boost mình cho nó gồng máu lên, vì khi mà đi farm quái thì mình cũng không cần thiết để gồng máu lên nhiều quá đâu anh em, vì chúng ta sẽ mất hai cái lượng gồng máu, trong khi đó thì quái nó sẽ quánh chúng ta chèm bẹp đây. Ồ, cũng gắt chi là này nọ anh em ạ. Cũng rất chi là này nọ nha, vì mình là không hao một chút máu luôn em. Cái cây máu của mình hình như là nó có giật nhưng mà nó giật không có nhiều nha, vì đây là những cái bãi quá ít con thôi. Đây là mình chưa có xài cái xì kêu mà 50B, có cái xì kêu 50B nó nổ tung lên á thì các anh em chơi nó sẽ đam, nó sẽ nhích nhỉ hơn chút xíu. Mình tiến sâu sâu vô trong đây nha anh em, từ từ mình sẽ đi lại những cái bãi VIP xem ra sao. Thì mình sẽ vào trong cái túi đồ của mình. Cái túi đồ của mình thì không có gì khác, đây cái set đồ là set tân thủ cho chúng ta là 7 ngày, thì trong đây mình còn là 1 ngày 22 giờ 6 phút nữa là mình sẽ bay màu cái set này. Nhưng mà không sao, mình ở đây mình còn một set để xe cua nha. Thì lúc trước mình cũng có cái mẹo cho các anh em là chơi set đồ Free cộng 15 này miễn phí hoài. Các anh em phải chừa trống một cái slot, như ví dụ là cái con chủ đạo, cái con chủ lực của các anh em là Dashkin, phải chừa trống một cái slot là mình có thể tạo Dashkin mới liên tục. Mình bung cái nhiệm vụ ra, mình lấy những cái set đồ đó mình cho vào gương thì cái con nhân vật của mình nó sẽ xài mãi mãi và vĩnh viễn không hết cái set đồ nha anh em. Nhưng mà nó hơi nhập chút xíu, khi mà các anh em bung lên thì các anh em phải ra xóa nhân vật liền, xóa đặng lần sau mình sử dụng là mình có nhân vật mới để mình tạo. Cái đó là cái ai cũng biết nha, thì mình đã có chia sẻ rồi. Và tiếp theo là cái cặp bung tay, thì cái cặp bông tai này thì nó giúp cho chúng ta là hồi anh ghi 10% nè. Nó bên đây là cái bông tai là hồi HP. Những cái đồ này là đồ của mé hơn anh em, nhưng mà đối với mình nó thì nó trên cả tuyệt vời, nó quá whip đi là đằng khác. Và tiếp theo là cái win này, cái win ưng bụng nhất, và cái win này nó gánh hết cho chúng ta, nó gánh hết cho con Dashkin này lên trên map của bea nổi đây. Thì cái win được cộng 15 nè, như vậy là mình đã về thành nha anh em. Mình chịu không nổi, mình vô trong đây mình nói vô chỗ này mình review chút xíu là mình về thành nha anh em. Thì con này hình như mình thấy nó cũng ngang tầm với cái con nách quay của mình, tại vì hai con đó thì không có đồ đạc gì hết, lên trên đây thì chống chịu hơi cực chút xíu. Là một cái win cộng 15 thì chúng ta được hai dòng, dòng quýt và cái dòng đam. Thì nói chung thì đồ cũng tạm được nha. Và đây là cái dây chuyền, cái dây chuyền là phục hồi HP
Nó mình chơi là phục hồi HP luôn. Và cái cặp nhẫn đây, cặp nhẫn tỷ lệ thủ thành công của HP 2-1 luôn. Và tiếp theo là một cái band huyền thoại. Một cái band huyền thoại nó đi sâu vào trong lòng đất. Chỉ có nên mình dùng thôi chứ không có người thứ hai dùng, đảm bảo với các anh em luôn. Người ta ghép ở trên chợ, trên shop người ta bán đầy hết trơn. Đầy những cái band, đầy những cái band mà người ta kháp hầu như là chuẩn muốn 80% rồi, nhưng mà không dùng. Dùng cái band của mình tự gáp ra. Dùng cái band tự gấp ra vậy nè, nó các anh em thấy không, khấm không, cực kỳ khấm nha anh em. Cực kỳ khấm nha. Bây giờ là những anh em nào mà nhìn vô cái band của mình chắc cười chắc súng găng luôn. Có gió có nè, có lửa có nè, lửa có nè, có đất luôn. Mình chơi là thập cẩm band nha, nó đủ thứ để cho các anh em xem hết. Và được cái con sói, nó con sói đó cho chúng ta đừng có bị mà khống chế, đừng có cho những con quái mà nó giật tới lung tung. Và đặc biệt thì mình lần này mình nâng cấp cho máy lên là được cộng 13 chứ không còn cộng 9 như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cặp cộng 9, còn bây giờ thì lên tới 13 rồi, nên nó cũng hơi là ngon ngon chút xíu. Đây 2-1 luôn, cộng 13 hết nha. Đó là tổng quan những gì mà mình muốn chia sẻ cho các anh em biết. Và bắt đầu mình chạy lại nha anh em. Sao nó không tự chạy lên ta? Mình giao trong cây đặt lại coi. Ủa, có đầy đủ hết mà, hay là bị người giết? Nếu mà bị người giết là nó không chạy lên lại á, còn là nếu mà quái giết là nó sẽ chạy lên lại nha. Đây mình sẽ lên lại nha anh em. Cái này chắc bị người giết rồi anh em, hai ba người chạy theo mình nè, chắc là bị anh nào anh vô anh BK rồi đó anh em à. Thôi mình bỏ cái bãi quái này đi, mình đi tìm cái bãi quái khác, tìm cái bãi quái cho nó nhiều nhiều quái lên chút xíu. Vào được trong hang rồi nha anh em. Vào được trong hang thì hang này cũng chỉ có 5 con thôi anh em à. Nói chung là cái con này lên trên cô be là thật sự là đuối anh em, thật sự là đuối. Cái con rách quay của mình á, thì mình ở những cái bãi này mình quánh vô tư luôn, là máu mình không khi nào giật xuống được nửa bình. Mà cái con rách kim này của mình á, thì lên trên đây thì nó giật không phanh cái này mà. Đây sao lần này nó tự chạy lên được ta? Đáng lý là nếu mà quái nó giết là mình sẽ chạy lên gì nè anh em, nó quái giết là mình sẽ tự chạy lên gì nha. Còn nếu mà người giết thì nó không có lên bãi cũ là nghe anh em, người giết thì nó sẽ không lên. Còn quái mà nó giết á, thì mình sẽ đảo về cái chỗ mình đứng. Qua nhiều anh em hỏi nhiều nhất á, là cái bảng master. Và cái bảng master á, những cái con nào mà mình chơi thường á, là mình sẽ show, mình sẽ up, mình sẽ chụp hình các kiểu đó cho các anh em tham khảo. Tại vì mình có sẵn, mình sẽ chụp lên. Còn những anh em nào mà muốn tham khảo, muốn chơi một cái con nhân vật nào mới mà không biết, không biết cái bản master của ai mà để mình tham khảo, mình so sánh là những cái bản master đó ra sao và như thế nào, rất là dễ cái này mà, khỏi cần lên group luôn, không cần hỏi bố con thằng nào, cho chỉ việc là vào trong đây đây, các anh em vào trong đây nè, vào cái shop mua bán nè, vào cái shop mua bán này khỏi cần gõ tên nhân vật chi cái mất công. Thì mình cứ việc bấm lever là 1.100, thường thường người ta nói là level 1K1. Khi mà các anh em nhập ở trên cái lever của mình nhỏ nhất là 1K1, và tiếp theo là một cái lever mắc cho em ấy là 1.300, thì nó sẽ hiện ra cho các anh em nè, từ win mage nè, rồi sum nè, rồi mage nữ nè, rồi mage nam nè, rồi nói chung là các kiểu luôn, các nhân vật ở trong đây các anh em có thể so sánh. Như ví dụ mình sẽ lấy một người làm sau một pha mà ở trên cô be nó giật giả chạy lên chạy xuống, nó lan đít đồ các kiểu, thì mình sẽ đảo lại đầm lầy bóng tối. Đầm lầy bóng tối thì mình farm rất là nhẹ nhàng, mình farm là hầu như là không hao một giọt máu. Và mình sẽ vào cho các anh em xem là mình lên trên đây mình tham khảo nè. Các anh em không biết người ta cộng như thế nào thì các anh em có thể lên trên đây tham khảo đồ, nó rất là dễ. Hôm nay vô màn clip không có ngày, các anh em vô màn clip không có ngày, nó lan đít liên tục, nó lan liên tục rồi nó đít liên tục luôn, nó dâng ra nó dâng vô hoài, nó hơi bất cứ chút xíu nha anh em xem rồi thông cảm giúp mình nha. Thì mình sẽ vào trong đây mình chia sẻ lại nha. Từ giờ vào trong đây là nhất quá tam nhì ba cái đó, ba lần mà chưa có nói hết được ở công dụng ở trong đây cho các anh em. Đây hiện giờ thì nó sụp vô cái trang của sum, thì mình sẽ lấy sum mình demo cho các anh em xem. Khi mà vào trong đây các anh em chọn một con sum, ví dụ là các anh em chơi một con sum thì trong đây nó sẽ có cộng sẵn bản master. Vì nhân vật của người ta bán lên đây á, là người ta sẽ cho mình thông tin nè, từ hòm đồ nè, thú nuôi nè,
điểm nè, người ta cộng điểm nè, các anh em có thể vào trong đây là tham khảo cái cách cộng điểm của người ta nè, kỹ năng nè, kỹ năng các anh em xem có thể là cộng bao nhiêu skill được max, rồi bao nhiêu skill được max nè, cây kỹ năng nè, rồi cây hồng vĩ nè, nó sẽ có tất cả trong đây. Rồi các anh em có thể lên trên đây tham khảo những cái bản master của người ta, rồi các anh em có thể là tương tự cộng theo cho một cái phần nào đó. Như ví dụ là mình muốn cộng theo cái master của anh này, anh đi theo hướng là chơi in nè, chứ không phải là BK nè. Đây mình sẽ vào cái cây này cho các anh em xem, là người ta này là người ta đi theo hướng trên nha. Đó, đây là người ta đi theo hướng trên nè, chứ không có BK nè. Đó, các anh em thấy không, rất là dễ dàng luôn. Và mình sẽ ra mình chọn một anh khác, như ví dụ mình sẽ vào Natkin. Vào Natkin cũng vậy, anh này là anh cộng theo hướng BK nha, tại vì anh cộng trên đây là anh cộng theo hướng BK. Đây là cái hướng BK nha, các anh em có thể nhìn nè. Đó, các anh em nhìn không, nó thấy không, vì là người ta các anh em nhìn nè, không cộng anh ghi và không cộng mana. Hai cái cột này là người ta không cộng, vì sao mà ta không cộng, là người ta có thể là dùng điểm người ta tẩy được. Dùng điểm thì người ta dùng cái điểm mà mua bằng Lemu á các anh em. Khi mà người ta nạp tiền người ta mua Lemu, khi mà người ta cộng vô trong đây người ta có thể tẩy, người ta xóa được. Là người ta có thể là thích ô nào người ta chừa ô nấy, rồi người ta không thích thì người ta cứ việc người ta xóa. Đặng người ta dồn điểm qua một cái trang nào đó để người ta full hết cái nội công. Thì đây là cái bản này, bản đi chắc chắn là đi BK nha anh em. Đó, và mình sẽ vào cái cây hồng vĩ cho các anh em xem nè. Mình bấm tới mắt luôn nè. Đó, các anh em thấy không, chắc ăn là đi BK là xèn luôn các anh em ạ. Và anh này anh đi theo cái hướng là dạng kiếm quy tông nha. Khi mà người ta chưa up những cái ạc lên trên chợ đấu giá này bán thì các anh em kiếm cái bản master rất là khó. Còn bây giờ á, chọn ba cái đồ quý, muốn master có con nào cứ việc lên đây tham khảo, nhìn 3-4 con, nhìn 5-6 con, hoặc là nhìn tối ngày luôn, rồi mình đúc kết ra được một cái bản master để mà mình tự lên cho mình và nhìn theo những cái gì tương tự. Người ta lên cái ô đó làm sao, rồi mình bấm vô, mình ví dụ mình bấm vô gì, mình coi cái kỹ năng này nó sẽ ra sao, kỹ năng kia nó sẽ ra sao. Các anh em chơi nó rất là dễ. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho các anh em. Datkin nó farm không có bị tù đâu, tại vì các anh em ở cái giai đoạn đầu á, con nào cũng vậy hết, con nào cũng nhập hết, trừ cái con như ví dụ là Mage nam thôi, còn hầu như là con Mage nữ giờ farm cũng vẫn tù bình thường. Nhưng mà từ ở level 700, 800 trở lên, các anh em có thể là sử dụng Skigu được nè, rồi có thể lên được một cái win 4 nè, các anh em farm rất là dễ, rất là nhẹ nhàng. Nói chung là con nào cũng vậy, khi mà đạt cái level gần max rồi á là farm nó rất là nhẹ nhàng. Tùy theo là mình có lên đồ hay không, khi mà mình có lên đồ thì các anh em farm clear quái nó sẽ nhanh hơn, còn các anh em không có lên đồ thì cứ việc ở những cái map tầm trung. Còn nếu mà không có lên đồ mà lên cái map cao quá thì các anh em farm nó rất là đuối. Không những mà đuối mà người ta đầu tư xếp đồ người ta 5-7 triệu, còn mình ở đây thì mình chơi dạng phờ ghi mà mình đòi cho khỏe cho ngon thì ở đâu ra anh em, không có đâu chứ anh em ạ. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho các anh em nè. Thì trong vòng 3 ngày qua thì người ta sẽ cho các anh em là nhân 5. Đây, S nhân 5 người ta sẽ hiện lên cho các anh em đây. S nhân 5 của mình hiện giờ là còn 13 giờ 57 phút. Thì chỉ trong vòng 13 giờ 57 phút là sẽ hết cái S nhân 5. Thì trong thời gian này một số anh em hỏi là cài cờ lon là cài làm sao cho hiệu quả trong khi mà mình muốn cho cái level cao. Thì các anh em không có được chọn 2. Các anh em chỉ chọn một, nếu mà các anh em muốn nung đúc một cái con chủ đạo của mình lên thì các anh em chỉ việc chơi cái con đó thôi, hoặc là lôi theo 4 con cờ lon. Còn cái lối mà farm của mình á, thì các anh em không hiểu được đâu, tại vì mình farm á, là mình tạo ra là rất là nhiều ạc, trong khi là một con chủ đạo lôi được 4 ạc phải không, thì các anh em hãy cho một cái ạc đó lên level 400, vì trong khi mà không nhân ép các anh em từ level 1 tới level 400 là các anh em không có thu hoạch được gì hết. Không có thu hoạch được gì ngoài những cái trứng, những cái món đồ mà nó lõm, cực kỳ lõm thôi. Trừ khi là 400 trở lên, các anh em mới nhận được gương, kiếm gu, kiếm bê, kiếm ếch, kiếm vật phẩm có thể bán được. Thì trong khi mà người ta nhân 5-3 ngày như gì thì các anh em có những ạc nhỏ, cứ việc chạy lên level 400 rồi đại đó cho mình. Chạy lên level 400 rồi đại đó. Tại vì trong khi mà ép nhân 5 như gì, các anh em farm dọn dẹn chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ là đã lên level 400 rồi. Còn không có nhân S thì các anh em chơi rất là lâu, vì là mình cài tiêu chí là phờ ghi bán đồ. Thì các anh em cứ nghĩ nếu mà chơi phờ ghi bán đồ mà các anh em mua đồ để chạy S lại thì cũng như không à, cài làm gì anh em. Nên mình tận dụng những gì nào mình cứ việc bỏ cho những cái con ạc của mình lên 400 đại đó. Từ 400 trở lên là các anh em đâu có cần dội lên level đâu. Các anh em ở một cái map cố định như map 400, map phờ ghi A đi, thì các anh em ở đó bào cho hết gương.
từ mới đầu từ level 1.000 con tới 2.000 con tới 3.000 con nhân dân, các anh em có thể trụ chân ở đó mà vào. Tại vì từ level 400 các anh em có thể thu hoạch được rồi. Cái đó là lối chơi của mình nha. Trong vòng 3 ngày này á, thì mình đã cho rất nhiều ạc của mình lên 400. Trong khi đó chừng nữa mình muốn vô mình cài gương á, thì con này nó đã mắc rồi, nó đã mắc hết nhiệm vụ gương, mình sẽ chụp lấy con kia là vô mình thu hoạch tiếp, chứ mình không có cài lại là từ level 1 tới level 400. Cái đó là cách cài của mình, mà mình chia sẻ một số cái này để cho nhiều anh em chơi rất là hiệu quả. Các anh em nói hồi trước giờ mà cũng đâu có nghĩ tới như gì, thì tại các anh em chơi á, là chỉ chủ đạo một con mà cho nó mắc lên cái level cao, thì các anh em chủ yếu là để level cao làm gì anh em, từ nếu mà lên tới là đầm lầy bóng tối như gì á thì các anh em đã full gương này, các anh em lên trên đây là đã farm được full gương bán rất là khá khá rồi. Tại vì nếu mà mình chạy thẳng thét, mình nhảy chừng khoảng 3 map 3 map 4 map là mình có thể lên level 1k1 rồi. Như ví dụ mới đầu các anh em lên 400 ở phờ ga đi, rồi lên 700 các anh em chạy lên là hồ Nisit nè, và 800 thì các anh em lên đầm lầy bóng tối, các anh em mà farm đó không có bao lâu cho là lên 1k1 rất là dễ nhàng. Mà trên đó rồi các anh em có thể là đảo ngược xuống dưới để mình cài gương. Khi mà cài gương á, thì các anh em biết là phải chịu khó, tại vì nhiều một số anh đó thì cài một số anh đó đi PK lén, nói chi gắt chi là này nọ các anh em đi PK gắt chi là này nọ luôn. Tại vì khi mà các anh em đã treo nhiều ạt rồi, khi mà bị PK vậy là các anh em phải chạy lên một chùm, chạy lên rất là lâu luôn, nên cái thời gian á, thì mình cài á, thì nó cũng rất là lâu. Nếu mà chấp nhận cài á, thì các anh em phải chịu như vậy, cài là mình phải bỏ thời gian ra mình mới cài được. Nếu mà cứ không có thời gian, các em không bỏ thời gian ra mà các em đòi cài được á, thì nó phi lý lắm. Là chỉ có một số anh em người ta nạp thôi, người ta nạp ta mới cài được, tại vì người ta cài cho một cái con ạc nào của người ta thôi, chứ người ta không có mà đi cài ra những cái vật phẩm vật liệu để mà người ta buôn bán hay là làm những cái chiêu trò ở trong đây. Và đó là những gì mà mình muốn giới thiệu cho các anh em. Và mình cũng lúc trước thì mình cũng định là làm nó rất là sớm mà, nhưng mà mình chăm mấy clone của mình thì hơi nhập chút xíu. Hôm nay thì mình định là làm ở bên cái con Vormu 2 kìa, là người ta quảng cáo ra một cái server mới, cái server Đế Dương. Thì cái này nó hơi ngoài lời chút xíu, nhưng mà cái đó là cái cần thiết để giới thiệu. Và cái đó chỉ mới có test thôi, trong vòng test 1 tuần lễ lận, chừng nữa mình sẽ qua bên đó mình làm cái clip sau. Thì nói từ giờ mà cũng quên show cái bảng điểm master của mình lên cộng cho anh Datkin. Thì đây là một cái bảng điểm của mình cộng cho Datkin nha Nam. Đây là cái bảng điểm gấp chi là cù bắp, mình tự xử thôi Nam, chứ mình không có đi theo hướng của ai hết nha. Đây những gì mà mình chơi, những gì mà mình cộng là mình tự xử hết nha. Đây nó các em thấy không, đây là cái bảng mà của mình để mình lên cho em Datkin nè. Hầu như là mình thấy cái anh Atkin và anh Magit á, thì mình thấy cộng là nó ngon ngon. Tại vì cái hàng đất quay nó lên tới 1k2, 18, 19 rồi, mà nó farm cũng như ngang Datkin thôi, như vậy là mình cộng cũng chưa có được lắm. Thì chỉ có cái ông này nè, ông này với ông Magit là mình có thể là cộng được nó kha khá. Và mình đi theo cái skill là đâm gió lửa nha. Đây đâm gió lửa và mình đi theo cái hướng này của mình đây. Các anh em thấy không, cái này chưa lên được 10 điểm nha anh em, mình sẽ cho nó lên được 10 điểm nha, 10 điểm cho nó đủ khung luôn, cho nó đẹp chút xíu. Mình còn dư 3 điểm nha, 3 điểm thì mình đi vào cái ô cuối cùng, cái ô cuối cùng để mình cộng tiếp. Mình còn 3 điểm thì chừng nữa mình sẽ cộng vào hai cái ô này, hai ô này mình lấy cái vận tốc là nhanh nhẹn chút xíu nữa nha. Mấy cái này thì các anh em cứ cộng hết vào nhanh nhẹn cho mình đi, hai cái ô cuối đừng có cộng gì khác, chứ cứ bổ sung nhanh nhẹn đi. Tại vì đa phần cái con game này nó sẽ nhờ nhanh nhẹn rất là nhiều, tại vì mình đã bổ sung nó rất là nhiều rồi. Như ví dụ là vào chỗ cộng điểm đi nè, từ cái chỗ cộng điểm rồi HP, HP thì mình đã có trong bảng Master rồi, còn cái đam thì mình sẽ nghiêng về SG hơn nha. Một số anh em thì cộng anh ghi là lên 1k, nhưng mình cũng không thích, mình chỉ để là 800 lay quay thôi. Còn mình dồn vô cái bảng Master cuối cùng á, là cái cây hùng vĩ á, mình sẽ dồn vô đó là hết bên anh ghi. Còn SG này mình sẽ lấy cái đam chuẩn và cái đam mà hạ sát được đối phương á, mình sẽ dồn vô cho em nó hết. Đó là bảng master cộng theo ý của mình show lên demo cho các anh em xem là cái con Datkin. Thì hôm nay các anh em hỏi mình rất là nhiều, thì hôm nay mình sẽ cho em ấy lên sóng, sẵn đó là chỉ cho các anh em một cái chỗ để lên trên có thể tham khảo master rất là dễ dàng. Video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau. Bye bye.